Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Thì mấy bạn thấy xung quanh của mình đang rất là nhiều người đúng không? Mấy bạn sẽ thấy được những người này tất cả đều là người lạ hết. Lý do vì sao là người lạ? Bởi vì những bạn này không phải là thành viên của Hero Team, mà những bạn này chính là những bạn fan của Hero Team mấy bạn ơi. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ gọi là chơi một cái thử thách, chính là bắt cua solo với mấy bạn fan. Đó, có nghĩa là một mình sẽ chấp hết mấy bạn fan luôn. Để coi mình với Sammy nè, bên đây có Sammy nữa, bạn thấy không? Sammy đang bị mấy bạn fan bao vây à. Đó. Thì mình với lại Sam sẽ cùng nhau thi đấu bắt cua với mấy bạn fan nha. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Chừng chơi Let's gì nữa? Go. Let's go. Rồi ok. Gì chứ ơi, giờ tôi là tôi chắc mấy bạn fan chạy trước luôn á. Ok, chuẩn bị nha. Ok, tôi nhường mấy bạn luôn, dù tôi rất là thấp. Trời, bà đã chơi bắt cua dở mà còn nhường nữa. Ông đứng lại đây, trời tôi đây, mọi người ơi, đi. Trời ơi, tôi chắc con gái luôn á, bà đi trước đây nhường bà luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi. Cố lên, phải thắng ông Phong nha. Ok rồi. Cho đội nữ. Rồi ok, bây giờ tôi chạy nha. Trời ơi, gì chứ mấy cái bạn nữ này như Sammy thì Sammy bắt cua dở lắm anh em ơi, cho nên là mình chắc là mình thắng rồi. Thấy không? Sammy té kìa. Sammy bị rơi xuống nước rồi. Đầu mà. Ok. Ai da, trời may quá tôi xém té rồi. Ồ, rồi để xem coi liệu rằng là Phong Cận với lại Sammy ai là người sẽ chiến thắng mấy bạn fan nha. Không biết là mấy bạn fan. Ui, có cái ông kia ông chơi bắt cua hơi bị ghê nha, ông đi trước tôi kìa. Nhảy lên. Làm sao mà em có thể vượt qua được anh được em ơi. Ok. Nhảy nào. Hùi, tôi né dung nham ghê không mấy ông. Ôi, chết rồi. Trời ơi. Ok rồi. Mình nghĩ rằng là mình đang dẫn đầu mấy bạn ơi. Mấy bạn fan đâu hết rồi. Mấy bạn ấy gọi là chưa được đến chỗ mình nữa. Ok rồi. Chỗ này là gì đây? Cái vòng này mình phải đi qua đúng không? Ôi, chỗ này hơi khó nha. Chạy quá nè. Ok, một vòng. Chạy quá nè. Rồi, hai vòng. Qua được luôn. Ok, quá đỉnh mấy bạn ơi. Rồi. Sammy đâu rồi Sammy? Tôi đang ở đây nè. Đang ở đây là đang ở đâu? Trời, hồi nãy tôi nhường bà đi một nửa đường luôn mà bà vẫn thua tôi. Ok. Rồi leo đây nào. Ok, mình nghĩ rằng là trận này là mình giành top đầu rồi các bạn ơi. Có mấy bạn fan gọi là chơi bị lắc quá, mấy bạn fan rời luôn kìa. Chắc là mấy bạn này chơi bằng điện thoại á. Ok. Ui, có một bạn tên là Simmy đã vào phòng. Wow, cái này là fan của Simmy nè. À, rồi, tôi đang tới màn máy đây ta. Chỗ này nó không có ghi màn cho mình biết mình đang tới cái màn máy nha. Rồi, để xem coi chỗ này qua hơi khó ta. Rồi, qua nè. Rồi, ok, chỗ này quay thêm vòng nữa, chạy qua nè. Ê, vẫn bị dướng. Chỗ này khó qua thế. Có bạn nào đã phá đảo cái map này chưa? Chứ mình thấy cái map này hơi bị khó rồi nha. Qua nè, rồi, chạy qua nè. Rồi, chạy qua thêm lần nữa nè. Ok, rồi, chạy qua. À, hợp lý, qua được các bạn ơi. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ nhảy qua đây. Ui, mấy ông nhìn kìa. Mấy cục này nó xoay vòng tròn tròn, nhìn kinh khủng vãi nồi. Bây giờ nhảy qua được không đây? Hình như tôi để ý là mấy cái bạn fan là bị tôi bỏ lại sau lưng rồi. Ê, Sammy kìa. Ui, tôi tưởng là mấy bạn fan sẽ không tới được chỗ tôi. Ai về đâu, Sammy tới nơi rồi nè. Ui, Sammy cũng ghê nha, vượt qua mấy bạn fan luôn. Ghê. Ok, bây giờ chúng ta cứ nhảy qua đây đi. Hay. Ok, qua được rồi các bạn ơi. Trời ơi, gì chứ chỗ này dễ ẹt. Qua được rồi. Ok. Rồi. Ui, bây giờ là đến chỗ cái vòng nè. Chúng ta phải chạy qua thật nhanh. Ôi. Ok. Rồi xong, rơi xuống nước luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua được anh em ơi. Đó, quá hợp lý. À, bây giờ là mình nghĩ rằng là mình chỉ có một kẻ thù thôi, chính là Sammy. Sammy gọi là gần đuổi kịp mình rồi. Còn mấy cái bạn fan kia, mình nghĩ là mấy cái bạn fan đó gọi là bỏ cuộc rồi các bạn ơi. Làm sao vừa qua được mình được. Trời ơi, mấy mình là mấy xịn hả bạn. Mấy 100 củ mà. Tất nhiên là phải xịn rồi đúng không. Đó. Ok. Rồi chỗ này qua sao đây ta. Nhảy qua đây nè. Rồi cái này nó chìm xuống đúng không. Rồi chờ nó nhô lên đúng không. Rồi nhảy qua đây. Sao nhảy qua đây rồi. Nhảy qua đây. Đó. Rồi lại chờ nó chìm xuống. Xong nó lại nhô lên. Rồi tiếp tục nhảy qua. Nhảy qua. Đã. Trời ơi, game là dễ. Rồi tiếp theo nào. Ui, cái này giống cái máy xay nước mía quá bạn. Có bạn nào đã từng uống nước mía chưa? Nhìn cái này giống cái máy xay nước mía quá. Có khi nào nó xay mình bẹp lép luôn không? Ok. Nhảy quá nè. Bám vô người nó đúng không? Ok. Rồi qua. Qua. Ok, qua được các bạn ơi. Trời ơi. Tính ra cái map này càng lúc thấy càng dễ nha. Đó. Có mấy bạn fan chắc là bị lắc quá. Xong đầu bị rời ra ngoài luôn. Ok. Bây giờ chỗ này phải nhảy qua cái vòng tròn phải không? Nhảy quá nè. Ui rồi bị kẹt rồi, chết tôi rồi. Ui, qua được rồi.
Cái này không phải hình tròn, cái này là hình trái tim mấy bạn ơi. Đó. Rồi bên đây vượt qua bằng cách nào đây? Nhảy lên cục này đúng không? Ơ mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra một cái trò này khá là hay nè. Bây giờ để không cho bạn fan vượt qua được mình thì mình sẽ chơi một cái trò như thế này. Đó chính là mình sẽ ăn hết mấy cái bánh kem này. Không có ai có thể vượt qua được mình. Đó. Thôi mình sẽ chừa đường bên đây cho mấy bạn đi đi. Còn cái đường này mình sẽ ăn hết để hết đường cho mấy bạn chạy luôn. Ăn hết bánh kem luôn. Trời ơi, để coi coi ông nào có thể vượt qua được. Giờ tôi ăn hết bánh kem này nè, đố mấy ông vượt qua được luôn á. Ok, rồi. Nhảy qua đây. Ok, vậy mình tính ra mình chơi vậy có hơi chơi xấu không anh em? Không sao, kệ đi. Nói chung là Sammy cũng không thắng được mình đâu. Ok. Giờ mình sẽ chạy qua đây đúng không? Rồi. Là nhảy lên mấy cái cây nè. Nhảy qua nè. Đó. Xoay. Ôi, mình đứng bên đây mình có thể nhìn qua tới bên đây luôn nè. Sao không còn thấy bạn fan nào hết ta? Mấy bạn ấy chắc là đang gọi là cố gắng để bắt cua để vượt qua mình nè. Nhưng mà làm sao mà vượt qua được? Mình là giành chiến thắng chắc rồi. Đó. Chạy qua đây. Trong hero team mấy bạn, mình chỉ sợ có đúng gọi là anh Siro thôi, chứ không thôi là mình sẽ thắng hết tất cả các thành viên trong team hero luôn á. Chỉ trừ anh Siro, tại ông Siro ổng bắt cua dữ quá mình không chơi lại. Ok. Bây giờ hai bên đường này là có một bên là dung nham nè. Mình thấy cái này là dung nham rồi phải không? Còn bên đây là nước nè. Ok, mình sẽ đi bên đường nước đi. Ngu gì đi cái đường dung nham. Rồi, thấy không? Nãy mà mình đi cái đường dung nham là mình té dung nham mình chết rồi đó. Rồi, đi qua đây nào. Nhảy lên đây. Ok. Nhảy qua đây. Đó. Rồi. Nhảy qua đây. Ok, quá dễ luôn. Rồi. Bây giờ cái đường này là đi sao? Ây da. Ôi cái này. Ui trời. Trời, what the hell? Cái đường gì mà cứ như là đang chơi pizza vậy trời? Thụt tôi qua, thụt tôi lại, sắp mặt luôn. Trời ơi trời. Cái chỗ này qua bằng cách nào? Mình phải đi thẳng một đường đúng không? Đi thẳng nè. Ây da, rồi lại tung tiếp rồi. Chết rồi. Nó lại tung tôi về nữa rồi. Lại nào. Chạy qua nè. Yes, qua được rồi. Ok. Cũng không khó lắm nha. Rồi. Bây giờ bên đây là cái gì đây? Bên đây là cái sàn này là bước lên thì ui, tôi vừa ngước lên trời tôi thấy một đống dung nham trên đây luôn mấy ông ơi. Nhìn kìa, một nùi dung nham luôn. Vậy có nghĩa tôi chỉ cần bước vào trong này thì tôi sẽ bị bay lên là tôi bị trúng dung nham đúng không? Ok, ngu gì đạp vô. Ây, trời. Ok, hiểu rồi. Vậy là không được bước lên mấy tạ, vậy là phải ấy, rồi dính thêm lần nữa rồi. Chết. Nước. Ây da, rồi xong. Nước. Ok, qua đời, may quá trời. Tính ra cái đường này khó qua phết nha. Bước cái nào là cũng bị văng lên hết à. Cày. Rồi bây giờ mình cuối cùng mình cũng đã gọi là vượt qua được gọi là cái dung nham đó rồi. Rồi, lại tiếp tục là dung nham nữa. Sao từ nãy giờ gặp dung nham quá trời vậy? Toàn là dung nham không à? Sammy đâu ta? Hình như là Sammy bị mình bỏ lại rồi. Ok. Để xem coi. Chỗ này là đi bộ chậm đúng không? Cứ chậm qua đúng không? Rồi, qua được rồi nè. Đó, quá hợp lý luôn. Giờ là bơi qua. Đó. Ê, chỗ này cũng dễ nha. Bay lên nè. Ui, rồi xong lại té rồi. Lại. Bay lên nè. Ủa, lại bị rơi xuống nữa rồi. Chỗ này phải bay lên đúng không? Bay lên nè. Ây, rồi xong té xuống nước luôn. Wow, chỗ này cái bộ hơi khó nha. Mình bay quá thì mình cũng bị bay ra ngoài. Mà mình bay thấp quá mình cũng không lên được. Lại nào. Ây, rồi lại không lên tới. Ok, lại không tới. Chắc kiểu này chết quá trời. Yeah. Rồi lại không tới luôn. Yeah. Ok, không tới luôn. Chỗ này khó vậy. Yeah. Ok rồi, lại không tới. Chỗ này làm cách nào để qua được mấy bạn? Mình không biết luôn á. Lên nè. Ok, cũng không tới luôn kìa. Yeah, ok lên được rồi. Rồi nhảy qua đây. Sống đầu nhảy lên cục này đúng không? Ok, qua được rồi các bạn ơi. Wow. Dễ. Chỗ này, không nhầm. Mình hơi gáy sớm. Chỗ này coi bộ cũng hơi khó nhưng mà cuối cùng mình cũng vượt qua được. À, ôi, lên trên đây là win đúng không? À, chắc là lên trên đây là win này nè. Người game nó dễ gì đâu quá trời. Ủa, có cần ăn sao không? Ủa, win chưa? Ủa, à, còn mấy bạn ơi, chưa win. Ủa kỳ vậy ta, sao đến chỗ này chưa win nữa? Vậy rốt cuộc nó xây cái chỗ này ra làm gì? Ơ, kỳ vậy trời. Rồi, đi tiếp đường này đúng không? Nhảy xuống đây, nhảy lên đây. Ôi cái chỗ này mà rơi xuống dưới là trên lại từ đầu luôn á. Hơi bị khó nha.
Nút này, cái nút gì đây? À, nó hạ thấp cái này xuống. Rồi, qua nào. Cái chỗ này thì cứ đi qua bình thường thôi, có gì đâu. Rồi, bây giờ là nhảy qua mấy cái bông hoa này đúng không? Nhảy lên, nhảy lên. Rồi, ok. Và chỗ này thì nhìn nó khó quá ta. Ơi ơi, ở dưới đây có cái cục để nó đẩy mình bay lên nè. Rồi, bay lên nè, xong đầu rơi vô cái đống này đúng không? Đó, rồi, sao nhảy cái bình bên đây. Rồi, nhảy qua cái bình bên đây. Sao nhảy lên bình bên đây. Rồi, quá được rồi. Quá hợp lý. Chỗ này là... Ơ, ủa? Ủa, chỗ này có lắp tàng hình nè. Ơi, tưởng là bị rơi xuống dưới ai vậy, có lắp tàng hình. Ok, vậy là leo đây nè, sau đó nhảy qua đây. Chỗ này dễ vậy ta. Ôi, chỗ này đúng dễ luôn các bạn ơi. Dễ ẹt luôn á. Ok, rồi, để mình xem coi. Win này đúng không? Đến chỗ này là win này đúng không? Oh, win rồi. Ok, bây giờ mình ăn ngôi sao cái là mình win nè. Vậy là coi như là mình đã chiến thắng mấy bạn fan, chiến thắng luôn Sammy luôn rồi. Ok, ăn hay nào? Đó, quá hợp lý, trời ơi. PC 100 củ tất nhiên là phải mạnh đúng không các bạn? Cho nên là tất nhiên là phải chiến thắng thôi. One hour later. Ok các bạn ơi, và các bạn thấy cái trận vừa rồi mình chơi bắt cua có giỏi không nào? Bạn nào thấy mình chơi bắt cua giỏi nhớ bình luận cho mình biết nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhớ mình nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình cùng với kênh YouTube của các thành viên Team Hero đó nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và nếu như anh em muốn mình tổ chức những cái cuộc chơi gọi là chơi game cùng với fan thế này, anh em đừng quên bình luận lại cho mình biết luôn nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.